Giờ bên nhà Nam làm hơi khô đẹp, làm cơm chế khô đẹp nha. Cái này là hành tím băm bỏ vô cái giờ mình cho tép mỡ vào. Cho tép mỡ vô, ơi khô ẹt nè. Mình khô ẹt tép mỡ. Cho vô ăn. Mình làm ớt. Không, mình cho hành lá vô. Giờ mình sẽ quậy cái việc đó, bắt lửa quậy lên nha, quậy cái tép mỡ. Làm tô cơm nguội nè, cơm nguội mình làm cơm cháy kho vẹt nha. Giờ mình sẽ làm cơm cháy tô cơm nguội này nha. Giờ mình đổ vô cái chảo, đổ vô cái chảo mình làm cơm cháy. Ok, bây giờ mình sẽ ép cơm cháy cho mình là làm cơm cháy nha cả nhà. Mình sẽ làm cơm cháy không vậy? Cơm này ép ra như vậy. Thank you.
Câu về đi tiếp nữa. Cơm cháy câu về của mình đã xong hết rồi nha cả nhà. Cơm cháy câu về. Giờ mời cả nhà thưởng thức cơm cháy kho quẹt với mình nha. Vẽ cơm cháy thôi. Chấm với kho quẹt. Cơm cháy giòn ngon. Giòn đấy nè. Kho quẹt tép mỡ ngon nè.